Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây thì mời các bạn đến với bản tin bóng đá chiều ngày hôm nay, mùng 10 tháng 5 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Xúc phạm trọng tài, Văn Thanh nhận cái kết đắng với ăn phạt nặng của VFF. Cổ động viên Indonesia khiến cả thế giới phẫn nộ, truyền thông công kích trọng tài. Đến lượt đội Indonesia khác thua đậm 0-12 sau lần đội U23 lỡ vé Olympic. Mời các bạn cùng đón nghe. Xúc phạm trọng tài, Văn Thanh nhận cái kết đắng với án phạt cực nặng của VFF. Các bạn thân mến, mới đây hậu vệ Vũ Văn Thanh phải nhận án phạt từ ban kỷ luật của VFF. Trước đó thì anh đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lời nói không đúng mực với trọng tài chính Lê Vũ Linh. Quyết định kỷ luật được ban kỷ luật của VFF đưa ra vào trưa ngày hôm nay, mùng 10 tháng 5, với nội dung như sau. Phạt cầu thủ Văn Thanh của Công an Hà Nội 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp do hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa với trọng tài. Tất cả còn nhớ trước đó là ở phút 65 trận đấu giữa Công an Hà Nội và Quảng Nam diễn ra vào ngày 8 tháng 5 thì Văn Thanh đã truy cản Xuân Tú và bị trọng tài cắt còi, phạt thẻ vàng. Cầu thủ của Công an Hà Nội sau đó đã có lời lẽ không hay khiến trọng tài chính Lê Vũ Linh lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi khỏi sân. Sau trận thì Lê Xuân Tú của Quảng Nam cho biết: "Tôi không biết Văn Thanh đã nói gì để trọng tài phạt thẻ đỏ, nhưng chính việc chơi hơn người đã giúp chúng tôi thoải mái hơn, tận dụng ưu thế để giành chiến thắng." Ngoài vụ việc của Văn Thanh, vòng 17 V-League 2023-2024 còn có thêm 3 án phạt khác, cụ thể là ông Popov của Thanh Hóa bị phạt 10 triệu đồng do không tham dự họp báo sau trận. Câu lạc bộ Nam Định bị phạt 5 triệu đồng do vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Hải Phòng bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng. Cổ động viên Indonesia khiến cả thế giới phẫn nộ, truyền thông công kích trọng tài. Các bạn thân mến, truyền thông Indonesia lại thêm một lần nữa đổ lỗi cho trọng tài sau khi đội nhà nhận kết quả bất lợi. Lần này là họ nhắm vào trọng tài François Lessier. Trước khi nê, Indonesia đã trải qua 90 phút thất thế hoàn toàn. Họ gần như là không thể tung ra những pha dứt điểm nguy hiểm, trong khi khung thành của họ thì liên tiếp bị đặt vào thế báo động. Ngoài bàn thua sau tình huống Moriba sút phạt đền thành công ở phút thứ 23, Indonesia còn chịu 4 tình huống hút chết. Phút thứ 32, Camara sút phạt hàng rào hiểm hóc, thủ thành Ari đã bó tay nhưng bóng đi chạy cột. Phút 45, Nathan lúng túng mất bóng trước vòng cấm và tạo cơ hội cho tiền đạo Guinea đối mặt với thủ thành Indonesia. Tuy nhiên, anh này không bị ai kèm, thoải mái dứt điểm, nhưng sau đó thì cú sút của cầu thủ Guinea lại quá hiền. Phút 53 thì hậu vệ Indonesia đã cứu bóng trên vạch vôi sau khi Camara dứt điểm từ cự ly gần, làm cho Ari bó tay. Và phút 72 là tình huống đáng nói nhất. Hậu vệ Indonesia tác động khiến cho cầu thủ Guinea ngã và trọng tài cho U23 Guinea hưởng phạt đền. Ông Sinteyong phản đối quyết liệt và phải nhận thẻ đỏ. Trong pha bóng trên chấm penalty thì Ari đã xuất sắc cứu thua. Chung cuộc Indonesia thua tối thiểu 0-1, chấp nhận tan mộng Olympic Paris. Nếu ai xem trận đấu ngày hôm qua thì có thể thấy là U23 Indonesia thất thế rõ ràng và về mọi mặt. Song thì họ vẫn cho rằng là trọng tài là nguyên nhân chính khiến họ thua cuộc. Tờ Tribune News của nước này đã nhắm vào tình huống thổi phạt đền ở hiệp 2 của trọng tài François Lessier và chỉ trích quyết định của trọng tài khiến các tuyển thủ Indonesia ở trên sân lẫn trên băng ghế dự bị, đặc biệt là ông Sinteyong, đã bị bất ngờ. Tất cả đặt dấu hỏi về trọng tài Lessier. Rõ ràng là đây Gonga đã vào trúng bóng và cầu thủ Guinea đã ngã ra vì vấp vào chân của De Gonga. Đây là một trong nhiều tình huống gây tranh cãi xoay quanh trọng tài Lessier. Hiệp 1, ông cho Guinea hưởng quả phạt đền. Ông cũng thổi phạt Indonesia trong nhiều pha tranh chấp thành công với đối thủ. Tờ Bola thì thẳng thắn đặt câu hỏi: tại sao trọng tài luôn chống lại U23 Indonesia? Tờ này sau đó dẫn lại những quyết định tranh cãi ở vòng chung kết U23 châu Á, khi mà U23 Indonesia bị đuổi 2 người nhận penalty ở trận ra quân thua Qatar 0-2, rồi bị thẻ đỏ hay là từ chối bàn thắng ở trận thua 0-2 trước Uzbekistan. Còn trang CNN Indonesia thậm chí còn liệt kê hẳn một danh sách những tình huống
bị chỉ trích của trọng tài Lazier khi ông cầm còi ở trong nước. Năm 2022, ông rút đến 4 thẻ đỏ dành cho Saint-Étienne. Không lâu sau đó thì ông bị đặt dấu hỏi vì là bỏ qua lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm ở trận Nantes và Lille gặp nhau. Chưa dừng lại ở đó thì các cổ động viên của Indonesia đã khiến cả thế giới phẫn nộ khi thể hiện thái độ phân biệt chủng tộc. Cụ thể là cư dân mạng Indonesia đã không giữ được bình tĩnh sau khi đội nhà thất bại 0-1 trước Guinea. Người hâm mộ nước này đã tràn vào các trang tin và tài khoản chính thức của Liên đoàn bóng đá Guinea để lại hàng loạt bình luận mang tính xúc phạm và phân biệt chủng tộc. Trang báo Journal Guineans, một trang tin chuyên về bóng đá của Guinea, đã phải lên tiếng: "Chúng tôi hứng chịu cơn lũ các bình luận mang tính phân biệt chủng tộc và những biểu tượng mặt khỉ từ các cổ động viên Indonesia sau khi trận đấu kết thúc." Trang cá nhân của trang báo này đã phải tạm đóng sau khi trận đấu kết thúc vì nhận quá nhiều bình luận tiêu cực từ cổ động viên Indonesia. Sau đó thì nhiều cổ động viên quốc tế khẳng định là hành động của người hâm mộ Indonesia là khá xấu xí và cho rằng bóng đá phải nói không với nạn phân biệt chủng tộc. Sau đội U23 lỡ vé Olympic, thêm một đội tuyển quốc gia Indonesia thua đậm 0-12. Các bạn thân mến, chiều ngày hôm qua 9 tháng 5, đội tuyển U17 nữ Indonesia đã nhận trận thua đậm đến 0-12 trước U17 nữ Hàn Quốc ở giải U17 nữ châu Á. Đội bóng Đông Nam Á đã không thể chống đỡ được những đường tấn công dồn dập của đối thủ. Hiệp 1, U17 Indonesia đã để cho đối phương dẫn cách biệt 5 bàn. Sang hiệp 2, họ phải nhận thêm 7 bàn nữa. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Satoru của U17 nữ Indonesia cho biết: "Mặc dù chúng tôi thua với tỷ số đậm, nhưng tôi vẫn đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ đã chiến đấu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên." Chiến lược gia người Nhật khen ngợi tinh thần của các cầu thủ trẻ Indonesia. Vị huấn luyện viên trưởng của Indonesia cũng thừa nhận là các cô gái Hàn Quốc là đối thủ vô cùng thông minh và khó chơi. "Hàn Quốc chơi thông minh hơn trong việc chọn vị trí và điều đó gây cho chúng tôi rất nhiều rắc rối. Chúng tôi đã cố gắng phòng ngự tốt hơn trong hiệp 2 nhưng lại thiếu sự phối hợp. Bài học cho chúng ta có thể rút ra là tâm lý của chúng ta phải được cải thiện hơn nữa, bởi vì tâm lý của chúng ta rất quan trọng. Không ai có thể đánh bại được tâm lý của chúng ta ngoài chính chúng ta." Như vậy là cơ hội đi tiếp của U17 Indonesia dường như đã là không còn khi trong ngày ra quân họ đã để thua các cô gái nữ Philippines với tỷ số 0-6. Hiện thì họ còn một trận nữa gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 12 tháng 5 sắp tới. Nói về trận đấu tới với Triều Tiên, chiến lược gia người Nhật cho biết: "Chúng ta không được nhượng bộ, chúng ta phải kiên trì hơn nữa, bởi vì là đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là Triều Tiên, hung hãn hơn nhiều, nhanh hơn. Vì vậy mà chúng ta phải nhanh hơn và quyết liệt hơn." Huấn luyện viên người Nhật Bản cho biết là sẽ rất khó để cải thiện mọi thứ trong thời gian nghỉ ngắn ngủi. Có thể trong 2 ngày nghỉ này có vẻ khó khăn, nhưng ít nhất sau này thì tất cả các cầu thủ đều nhận thức được vai trò của mình. Hy vọng là mọi chuyện có thể tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.